được thành lập vào mùa thu tháng 8 năm 1961, mái trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1, tiền thân là trường cấp 3 Thanh Chương, đã trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành. Đây là ngôi trường cấp 3 đầu tiên của mảnh đất Thanh Chương anh hùng. Mái trường ra đời đã đáp ứng nguyện vọng thiết tha về nhu cầu học tập và đào tạo nguồn nhân lực của Đảng bộ và nhân dân vùng quê nghèo hiếu học Thanh Chương. Từ ngày thành lập đến nay, trường đã 8 lần di chuyển địa điểm. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, trường cấp 3 Thanh Chương, Trung học phổ thông Thanh Chương 1 luôn nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách để trở thành một điểm sáng nổi bật trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà. Có người ví rằng, các thầy cô, học sinh của mái trường Thanh Chương 1 như một loài hoa trên đá, đã có rất nhiều mùa hoa lặng lẽ dâng cho đời hương thơm, sắc đẹp, góp phần xây dựng mái trường thành đơn vị đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 60 năm xây dựng trưởng thành, trường đã đào tạo được trên 20.000 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, gần 8.000 học sinh đậu vào các trường đại học và cao đẳng. Từ mái trường này, nhiều học sinh đã đạt, trở thành những nhà quản lý, lãnh đạo giỏi, những nhà khoa học lớn, doanh nhân thành đạt. Cũng từ mái trường này, hơn 3.000 cán bộ giáo viên và học sinh của trường đã rời bút nghiêng lên đường chống Mỹ cứu nước. 416 người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba. Thủ tướng Chính phủ tặng cờ luân lưu, bằng khen, cờ của Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh. 20 năm liên tục được công nhận là đơn vị tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Chi bộ nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh. Nhiều cán bộ quản lý và giáo viên từng công tác tại trường được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, trường đạt chuẩn quốc gia. Kể từ mùa thu thành lập năm 1961, sau 60 năm, ngôi trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1 đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Được sự cho phép của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và ngành giáo dục, trường sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Đây sẽ là dịp để các thế hệ thầy cô giáo và học sinh nhà trường cùng gặp lại trường xưa, bạn cũ. Đây cũng là dấu mốc quan trọng để trường nhìn lại truyền thống lịch sử, hướng tới mục tiêu xây dựng trường thành đơn vị đạt chuẩn mức độ 2. Thay mặt cho ban giám hiệu, cũng một mùa xuân về, tôi xin gửi tới cựu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường và các thế hệ lời chào mừng, lời chúc mừng năm mới thắng lợi mới. Cùng trong năm 2021, nhà trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường cấp 3 Thanh Chương, đấy là trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1. Cũng rất là mong cựu cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh qua các thế hệ, phụ huynh học sinh đóng góp công sức, trí tuệ để chúng ta tổ chức thành công cái lễ kỷ niệm thành lập trường, cũng nhằm mục đích giáo dục về truyền thống của nhà trường, có sức lan tỏa, thúc đẩy cái sự phát triển tiếp sau của nhà trường. Hẹn gặp lại tất cả dưới mái trường thân yêu đã cất giấu tuổi xuân đẹp nhất của chúng ta, đã chắp cánh cho chúng ta bay xa và luôn rộng mở đón chúng ta trở về.